Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Đám tang nghệ sĩ Ánh Hòa, Hiếu Hiền bật khóc, Nan Ngọc và Dàn Sao Việt lặng người trước linh cữu của đồng nghiệp. Rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã có mặt tại nhà riêng của nghệ sĩ Ánh Hòa để tiễn biệt cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Vào chiều ngày 1 tháng 11, Dàn Sao vờ biết vô cùng đau buồn thông báo tin nghệ sĩ Ánh Hòa đã ra đi mãi mãi ở tuổi 79. Gia đình nghệ sĩ Ánh Hòa cho biết bà qua đời tại nhà riêng vào lúc 12 giờ ngày 1 tháng 11 sau thời gian chống chọi với căn bệnh tai biến mạch máu não. Cho đến hôm nay là ngày 2 tháng 11, rất đông bạn bè và đồng nghiệp đã có mặt để thắp nén nhang tiễn biệt cố nghệ sĩ Ánh Hòa về nơi an nghỉ cuối cùng. Có thể thấy, xuất hiện tại tang lễ, Ngọc Lan, Hùng Thuận đã không giấu được vẻ đau buồn trước sự ra đi của cố nghệ sĩ. Bên cạnh đó là một người đồng nghiệp rất thân thiết, đó là Hiếu Hiền, cũng không nén được đau thương mà bật khóc khi đứng trước linh cữu của cố nghệ sĩ Ánh Hòa. Hiếu Hiền đã bật khóc trước linh cữu của người chị, người đồng nghiệp vừa qua đời. Nghệ sĩ Hùng Thuận cũng có mặt để tiễn biệt nghệ sĩ Ánh Hòa về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghệ sĩ Ngọc Lan lặng người trước linh cữu của nghệ sĩ Ánh Hòa. Đã có rất nhiều đồng nghiệp đến viếng, nói lời tạm biệt với nghệ sĩ Ánh Hòa trước khi cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Khung cảnh tại đám tang của cố nghệ sĩ Ánh Hòa. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.